góc độ nghề nghiệp, kinh nghiệm, trí tuệ, nhận thức và nghiệp lực dồn mọi cái khác nhau. Cho nên khi chúng ta hiểu được điều này thì có một người nào đó khác với ý niệm của mình hay người đó khác với cái thấy của mình thì chuyện đó bình thường, không có gì cả. Thì anh hiểu cái của anh, tôi hiểu cái của tôi, anh tu tập theo cách tu tập của anh, còn tôi tu tập theo cái của tôi. Quan trọng là cái bình an trong nội tâm của mình có hay không. Cho nên một ông bạn ghé ông thăm tôi, ông nói tôi không có sợ mấy ông đạo mới tu. Nói sao ạ? Dễ ẹt hà sao không được chứ. Đám dỗ khỏi mời cũng đi nữa. Còn mấy ông đạo tu lâu khó quá chừng à. Nói sao vậy? Đám dỗ mời chặn tiếng không đi. Ủa không lẽ anh tu càng ngày càng khó mấy cha? Người ta tu càng ngày càng dễ. Cái cây cổ thụ càng lúc nó càng lớn, nó ra cành đôm lá nó mát. Mình tu thời gian rồi chuỗi lũi của mình nên mình rồi làm sao mình sống được. Cho nên cái cây đại thụ mà Đức Phật ví dụ đó là nó ngay giữa sa mạc, mà sở dĩ nó sống nổi là rễ nó bám sâu vào lòng đất, nó mới hút được cái dưỡng chất, và chính cái dưỡng chất đó nó cho những cái lá để rồi chim muông điểu thú vào đó để nương tựa khi sa mạc nóng bỏng. Thì cái đời sống tu tập mình càng tu sâu chừng nào mình phải thấm sâu vào giáo pháp, ăn cái rễ nó phải ăn sâu vào cái lòng đất, thì cái đạo tâm của chúng ta phải thẩm thấu giáo pháp, phải thực hiện cái con đường tu tập để đi sâu vào cái thời sống hành trì vậy đó, thì cái sự an lạc bình an nó mới lan tỏa ra. Ai đến với mình cũng cảm thấy dễ thương, ai đến với mình cũng cảm thấy hạnh phúc á. Để thôi tu thời gian ta nói rủ ông đó đi núi, thôi đừng rủ cha đó cho khó bà cố luôn, thôi đừng rủ ông đó đi, ông bắt lỗi chịu gì nổi. Thì mình phải dòm lại, mình dòm lại theo cái cách của mình. Mới tu. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý ông bà cô bác cùng tất cả chư huynh đệ, anh chị em, chư đồng đạo có mặt kính mến, kính thưa chư quý vị, thuận theo cái vòng nhân duyên, tôi có cái buổi nói chuyện tâm tình cùng với tất cả chư đồng đạo của chúng ta trong cái buổi tối hôm nay. Xin thưa với quý vị, tôi thường thường liên tưởng với tất cả anh em, nhất là anh em ở tu chung với mình. Tôi nói trong cuộc đời này không có cái gì theo ý mình hết. Bởi vì xin thưa với quý vị, có những cái mình có thể điều khiển được, nhưng mà có những cái mình không có điều khiển được. Ngay cái bản thân của mình luôn là xin thưa với quý vị, có cái mình điều khiển được nhưng có cái mình không điều khiển được. Ví dụ như cái tay của mình điều khiển được, đi tới, đi lui, nó lui nè. Mà hãy đi qua bên phải nó qua bên trái nó qua. Mà mình điều khiển, mình nói cái gan ơi đừng có bệnh, nó bệnh không ạ? Nói trái tim ơi khỏe hoài giùm tao nha, bệnh mệt lắm gì chứ khỏe hoài không ạ? Ủa của mình đó mà sao mình điều khiển không được? Do chỗ mà điều khiển không được, mình phải nhờ bác sĩ điều khiển tiếp cho mình, mà bữa nào nó tới chuyện rồi một cái cũng thua luôn. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta thấy trong cuộc đời này có cái chúng ta có thể làm chủ được và có cái chúng ta cũng không thể làm chủ được, mà Đạo Phật gọi cái này là nghiệp. Khi còn ở cái chỗ nhân địa thì chúng ta có thể làm chủ được, nhưng ở cái chỗ của nghiệp lực thì xin thưa với quý vị, chúng ta khó có thể mà chúng ta làm chủ được. Cho nên cái căn bản chân lý của cái đời sống tu hành thì làm sao mình phải vạn pháp tùy duyên. Cho nên chư tổ đã thường thuật lại lời của Đức Phật chỉ dạy là chư pháp tùng duyên sanh, diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn thường tác như thị thuyết. Có nghĩa là tác các pháp do nhân duyên sanh và tất cả các pháp do nhân duyên diệt. Đó, Đức Phật là bậc đại sa môn là thường dạy như vậy. Cho nên xin thưa quý vị, với một cái lối sống của một người có hiểu đạo, dĩ nhiên cái khó đến cũng mệt nha, nhưng mà mình tập buông bỏ, có thì sống với có, còn không thì sống với không. Làm gì chi vậy? Cho cái tâm mình nó nhẹ. Còn chúng ta không làm được điều đó, cái khó nó đến và chúng ta không chấp nhận thì ai khổ đau
không có lý do gì cái ông đằng xóm hay cái chị ở bên nhà bên mình khổ đau đâu. Nếu chúng ta không chấp nhận thì tự động cái khổ đau đến với chúng ta. Do đó mình dính vào cái gì thì mình khổ vào cái đó. Mình dính vào cái thương thì coi chừng khổ vào cái thương. Mà mình dính vào cái ghét thì coi chừng mình khổ vì cái ghét. Cái nào cũng dính cũng mệt hết trơn. Tôi nhớ trong Kinh A Hàm, Đức Phật có nói một cái câu mà mình nghe thương vô cùng. Đức Phật nói người nào mà nắm cái áo của Đề Bà Đạt Đa thì Đề Bà Đạt Đa đi đâu thì người đó đi theo đó. Thì lúc nhỏ mình nghĩ vậy nè quý vị, tức là Đề Bà Đạt Đa tức là cái người ác. Mà nắm cái áo của Đề Bà Đạt Đa tức là Đề Bà Đạt Đa làm ác, mà mình theo ổng ác là nữa mình đi xuống dưới luôn. Tức là ta làm ác mà mình a tùng theo cái ác. Nhưng mà từng từng lớn lên chút xíu nữa, cái nhờ sự chỉ dạy của các chú, các bác, các huynh đệ, anh em, cái mình nhận ra được một nghĩa nữa. Xin thưa quý vị, thấy người ta làm sai mà tối ngày nói người ta cũng nắm áo người ta luôn. Người ta làm trật là chuyện của người ta, mà người ta làm trật tối ngày mình cứ cự người này, cự người kia, cự người nọ, rốt cùng mình nắm áo người ta nào không hay. Bởi vì người ta làm sai là người ta đang đi trên con đường của sự thối đọa. Còn chúng ta không biết là cứ nói tầng anh đó xấu, chị kia tệ, thì rốt cùng mình cũng đi trên con đường của sự thối đọa, hồi nào mình không hay. Cho nên xin thưa quý vị, nhân danh cái tốt để chỉ trích cái xấu, nhân danh cái đúng để chỉ trích cái sai, nhân danh cái thiện để bài trừ cái ác, thì coi chừng không biết được như thế nào mà ngay tâm mình đã khổ đau. Nếu một người nào có cái bề dày của sự tu tập, có cái bề dày của sự kinh nghiệm mà truyền bá về vấn đề học Phật, mà đi vào lòng mình, thì nếu họ thấy một người nào đó khổ đau, phạm giới hay sai trái, chắc có lẽ lòng từ bi sẽ khởi lên. Thì đem cái tâm thành ít ỏi của mình, mình cầu nguyện cho ai đó đó đang cơn sai trái được vượt qua những cái khó khăn, và cũng đồng thời cầu nguyện cho mình để mình làm sao đừng dính vào cái nghiệp đó. Thì lúc này cái từ bi nó mới phát khởi. Đời thương nhau không hết mà, có đâu mà đi đạp người ta, cứ chà người ta, bêu ríu người ta rồi có lợi ích gì cho nhau đâu. Nên thực sự cái đời sống tu là chúng ta luôn luôn nhìn những cái điều này để đừng nắm áo. Nắm áo người ta, người ta đi đâu rồi mình theo đó, rồi mình cứ tiếp tục hết cái khổ này rồi đến cái khổ kia, nó rất là khó. Nên cái người mà có trí tuệ, người ta học đạo không phải vì mục đích là đúng sai phải quấy, mà vì mục đích để soi lại tâm hồn của chính mình. Có cái lần đó Đức Phật còn trụ thế, thì còn cái nhóm người rất là đông đi đến để tìm Phật hỏi đạo. Cái nhóm người này Bodhisattva có thể là dịch là cái cánh niêu kỳ tử cũng được. Tức là cái này là một chi nhánh của cái hệ phái lõa thể. Thì mấy ông này mới nói trước tiên mình gặp Phật á, mình gặp một số đệ tử của Đức Phật. Nghe nói có một số đệ tử của Đức Phật, có nhiều ông cũng rất là giỏi, và họ đã tìm đến một người đầu tiên, đó là Ngài Li Bà Đà. Ngài ông này ông độc cư thiền định, nhưng mà tìm sao được gặp ổng. Tới chừng tìm gặp ổng rồi ổng ngồi trong cốc, ổng cứ ngập thất ngồi thiền hoài, ổng không ra. Mấy người này đi ra ngoài cái đó, tu gì mà ích kỷ. Ta tới người ta hỏi đạo, không chịu nấu gì trơn, ở trong cốc hoài, tu gì kỳ cục kỳ đời. Nó thôi đi tìm cái người khác, chứ tìm Ngài Xá Lợi Phất. Thì tìm Ngài Xá Lợi Phất rồi tới gặp Ngài Xá Lợi Phất, Ngài mới dùng trí tuệ của mình, Ngài diễn bài tất cả các pháp để cho tất cả quý vị đã thấy được cái trí tuệ của họ. Tới chừng ra sao không biết, không hiểu, chê. Tội ngôi cái ngày này mà trí tuệ gì mà nói quá trời cao, ai biết vụ gì mà hiểu. Thôi đi tìm Ngài A Nan. Tới chừng gặp Ngài A Nan, không biết bữa đó Ngài A Nan ngày vui hay sao, Ngài nói cho tới trưa vậy đó. Tới chừng ra về, đi ra nói, tèn ơi, nói chuyện gì hoài, nói gì mà không chịu nghỉ gì trơn á. Bởi vì này mà đến gặp Đức Phật. Thì trước khi để nghe Đức Phật thuyết pháp, thì Ngài trình bày là gặp ba vị đệ tử như vậy. Thì cái vị đầu tiên là cái Ngài Li Bà Đà. Thì cái Ngài này sao mà tu gì mà ích kỷ quá.
Còn cái ngày thứ hai, ngày Xá Lợi Phất cho trí tuệ, ngày cao quá, ngày nói mấy con không hiểu gì hết. Còn ngày An An thì ngày nói tràn gian đại hải, con cũng không biết gì luôn. Xin nhờ Đức Thế Tôn chỉ dùm cho con cái phương pháp tu tập. Thì Đức Phật nói này, tất cả các ông, nếu với một cái nội tâm của một con người học đạo mà tối ngày nhìn nhận đúng sai phải quấy hơn thua cái kiểu này, thì dù cho Đức Thế Tôn có nói đạo mấy anh cũng tìm được cái xấu mà chê hết. Tại sao không dòm ngày Ly Bà Đà là người nhập thất tu hành là hạnh tốt? Tại sao không dòm ngày Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ chúng ta nương theo? Tại sao không dòm ngày A Nan là bậc đa văn để chúng ta học hỏi, mà cứ dòm cái xấu của người ta hoài? Thì dù cho có Đức Phật có mặt ở đây và chính ta là Đức Thế Tôn đi chăng nữa, thì cũng không thể nào đáp ứng được với các ông, và các ông cũng thấy cái xấu của ta mà thôi. Thì xin thưa quý vị, cho nên khi đọc đến đây mình mới thấy mình mang mệnh cái ý niệm trong đời sống của mình. Thì từ cái chỗ mình mang mệnh ý niệm trong đời sống của mình, thì mình luôn dòm mọi người, mọi khía cạnh theo cách nhìn của mình. Cho nên có nhiều khi mình đi núi mình thấy thắc cười lắm. Đi ngang gặp cái cây nó quẹo quẹo quẹo, ông kia ông vỗ bắp đùi cái bóp. Ông nói tội người cây này làm kiển một cái nó đã cho bây coi. Ông thấy công công đó. Rồi đi ngang cái bà kia, bà nói cái này bỏ bếp lửa chụm với kiển gì cha ơi, bà nấu cơm. Rồi tôi hỏi ông kia cây này cắt nhà được không, nó cắt cái gì, công quèo cắt cái gì, cho tôi không lấy nữa. Thì như vậy thì góc độ nghề nghiệp, kinh nghiệm, trí tuệ, nhận thức và nghiệp lực dòm mọi cái khác nhau. Cho nên khi chúng ta hiểu được điều này, thì có một người nào đó khác với ý niệm của mình, hay người đó khác với cái thấy của mình, thì chuyện đó bình thường, không có gì cả. Thì anh hiểu cái của anh, tôi hiểu cái của tôi, anh tu tập theo cách tu tập của anh, còn tôi tu tập theo cái của tôi. Quan trọng là cái bình an trong nội tâm của mình có hay không. Cho nên một ông bà ông ghé ông thăm tôi, ông nói tôi không có sợ mấy ông đạo mới tu. Hỏi sao ạ? Dễ ẹt hà sao không được chứ. Đám dỗ khỏi mời cũng đi nữa. Còn mấy ông đạo tu lâu khó quá chừng à. Hỏi sao vậy? Đám dỗ mời chặn tiếng không đi. Ủa không lẽ anh tu càng ngày càng khó mấy cha? Người ta tu càng ngày càng dễ. Cái cây cổ thụ càng lúc nó càng lớn, nó ra cành đôm lá nó mát. Mình tu thời gian rồi chuỗi lũi của mình nên mình rồi làm sao mình sống được. Cho nên cái cây đại thụ mà Đức Phật ví dụ đó, là nó ngay giữa sa mạc mà sở dĩ nó sống nổi là rễ nó bám sâu vào lòng đất. Nó mới hút được cái dưỡng chất, và chính cái dưỡng chất đó nó cho những cái lá để rồi chim muông điểu thú vào đó để nương tựa khi sa mạc nóng bỏng. Thì cái đời sống tu tập mình càng tu sâu chừng nào mình phải thấm sâu vào giáo pháp. Ăn cái rễ nó phải ăn sâu vào cái lòng đất, thì cái đạo tâm của chúng ta phải thẩm thấu giáo pháp. Phải thực hiện cái con đường tu tập để đi sâu vào cái thời sống hành trì đó, thì cái sự an lạc, bình an nó mới lan tỏa ra. Ai đến với mình cũng cảm thấy dễ thương, ai đến với mình cũng cảm thấy hạnh phúc á. Để thôi tu thời gian ta nói rủ ông đó đi núi, thôi đừng rủ cha đó cho khó bà cố luôn. Thôi đừng rủ ông đó đi, ông bắt lỗi chịu gì nổi, thì mình phải dòm lại. Mình dòm lại theo cái cách của mình. Mới tu mà dễ thương, mà tu ghét rồi thương không nổi đó. Không phải tại người ta đâu, tại mình. Mình lan tỏa cái gì á, cái cần lan tỏa của sự bình an, của sự thanh tịnh, của sự yên vui, thì chúng ta không lan tỏa, mà chúng ta cứ lan tỏa cái khổ đau không à. Cho nên cái chí hướng của mình tu á, mình phải cố gắng giữ. Người xưa ta nói rất là hay nha, phát tâm như sơ tức thị thành Phật. Cái đời sống tu hành của mình mà mới phát tâm mà mình tu được như vậy đó, là cái con đường Phật quả của mình nó gần lắm. Nhưng mà tu một thời gian làm như nó mọc. Đức Thầy dạy sát trần tục như cây cảnh khến, làm hiền hoài ắt phải tiêu mòn, đẻo với bào ghiết nó cũng tròn, đến chừng ấy trông vào rất tốt. Rất là cái đời sống của mình chưa tu, mình giống như cái cây nhiều gai gốc, rồi tu thời gian mình sửa nó trơn tru. Còn mới vô tu sao nó trơn, mà tu thời gian nó mọc gai tè. Kỳ vậy đó. Má mà mình lúc mà mới mình đẻ ra tay chân mình im gu hả? Không biết ăn tàu hũ ăn gì đó, không biết mà lớn lên xương sống ông nào cũng có gai hết trơn, chết luôn rồi. Tại mình phải làm sao cố gắng gọt cái đời sống của mình cho mình trơn tru, cho mình nhẹ,
anh ra đẻo với bào giết nó cũng tròn thì huynh thưa huynh đệ anh em mình đấy em. Theo cái thiết nghĩ của tôi á, nếu như một cái cây mà nó bị nhiều cảnh khến, mình đẻo thì từ từ nó tròn, mà bữa nào mà người ta thấy mình đẻo hơi mệt mà người ta lại đẻo giùm mà được không ạ? Được không quý vị? Không phải dễ được đâu nha. Mình trật tự động, mình thấy mình sửa là coi bộ dễ ăn. Chứ ông nào ở sớm nói ôi mày sai rồi đó là không chừng cự lộn với người ta đó. Đẻo giùm không có được. Thành ra chính mình làm sao mình phải gọt rửa mình. Mà nếu mình quá thật sự mình tu tập, mình biết cách, mình dụng công thì chắc có lẽ mà ai mà đẻo gọt, ai bào giùm mình chắc mình cũng vui lắm phải không? Còn cái này đôi khi chúng ta không thể vui được là bởi vì sao? Cái ngã chấp của chúng ta quá lớn. Thành ra cái điều quan trọng là mình nuôi dưỡng cái tâm từ của mình, mình nuôi dưỡng cái sự mới phát tâm của mình để cho càng lúc càng lớn càng rộng. Có cái ông trưởng giả nọ, ổng cũng khá lắm, mà hễ ai đến xin ổng cái gì thì ổng đều cho, không ít thì nhiều. Hễ người ta cần mà cái điều kiện của ổng có là ổng cho hết. Thì có một cái bà già, bà đến bà xin. Bà nói tôi nghe nói ngày cái gì ngày có, mà hễ cái người khác mà cần, ngày cảm thấy người ta cần là ngày cho, chuyện đó có đúng không? Ông nói đúng. Vậy thì ông làm ơn ông cho cái cây gậy mà ông có được không? Ông làm thinh à? Ông hỏi sao nhóc hết chân thứ mà bà không xin mà bà lại xin cây gậy của tôi? Bà nói tôi nghe đồn là cây gậy của ông đó là khi mà mình nó nóng á, mình cầm vô nó lạnh. Khi mà lạnh là cầm vô nó nóng. Ở lửa nó không cháy mà ở nước nó không mục. Có thể giúp người đi được ngàn dặm, cho nên tôi già rồi cần xin cây gậy đó. Ông suy nghĩ hồi, ông nói thôi bà xin cái khác được không? Bà nói tôi nghe nói rằng ai cho xin ông cái gì mà ông không cho đó, ông suy nghĩ một chút rồi ông sẽ cho. Ông nói đúng. Tâm tôi cảm thấy suy nghĩ một chút rồi tôi cho. Bà nói vậy thôi ông suy nghĩ chưa, ông đi cho đi. Nói đến đây ông suy nghĩ sao không biết, vô ông lấy cây gậy ông đem cho. Thì bà hỏi sao hồi nãy ông không cho mà bây giờ ông lại cho. Ông nói ngày xưa tôi khi mới phát tâm á, là tôi muốn làm sao giúp ích cho mọi người, tôi muốn giữ cái tâm đó. Còn bây giờ mà tôi không cho là tôi bán mất cái tâm ban đầu của tôi sao? Cho nên thôi bây giờ tôi cho đặng tôi giữ cái tâm ban đầu của tôi. Bà nói đây, cái tâm này mới quý hơn cái gậy. Cái tâm này mới quả thật là xuống nước nó không mục, gặp lửa nó không cháy, nóng nó chuyển thành lạnh, lạnh nó chuyển thành nóng. Thì chính cái tâm này nó còn quý hơn cái gậy. Ông giữ cái tâm này mới quả thật là tuyệt vời hơn giữ cái gậy. Nói xong rồi ông cười ngất, thì mở mắt ra bà cụ này cũng mất tiêu rồi. Thì chắc có lẽ là ai quá ra để thử thách ổng, chắc cũng cái bậc thiên liêng nào đó. Nhưng mà đọc câu chuyện này tôi cảm thấy nó hay là một việc, là làm sao mình giữ được cái tâm ban đầu của mình. Cái tâm mà mới phát khởi về vấn đề tu tập á, mình giữ được nó mới quan trọng. Chứ để không thôi là vết tích của thời gian, nhức búa của vô thường, lằn xáy của cuộc sống, nó làm thay đổi mình hồi nào không hay. Hồi xưa mà leo lên chiếc xe đạp là chỉ ý nguyện duy nhất một điều một, là cầu nguyện cho bá tánh chúng sanh là ngon nhất. Huynh đệ mình ai cũng vậy chứ. Hễ lên chiếc xe đạp là cầm cái áo cúng là đi cầu nguyện. Mới ban đầu vậy đó đi, chân thời gian coi chừng cự lộn, hơn thua với nhau, xin gạo xin tiền rồi giật chỏ với nhau. Mới ban đầu nó ngon mà từ từ làm như nó không ngon. Tưởng đâu lúc mới ban đầu là hy sinh nha, đi vô trong chùa để làm thuốc nam, làm từ thiện, xả thân, ai nói gì nói cười hề hề đó. Nhưng mà đã chừng vô đó làm thời gian rồi là nhà bếp phân nhà bếp, chánh điện phân chánh điện, đông lan phân đông lan, tây lan phân tây lan, cự lộn chơi luôn. Từ từ nó xấy cái đời sống của mình. Ngày xưa thì hợp tác anh em để cùng nhau mà phụng sự đạo đức, để xây dựng cái nền tảng đạo pháp, để cùng nhau chia sẻ trên bước đường tu tập. Nhưng thời gian rồi có mình nên mình luôn.
Thì từ cái chỗ này mà chúng ta mới thấy là cái nhịp đầu tiên trong đời sống của chúng ta, cái nhịp hành trì của đời sống của mình là mình không thật sự buông bỏ và không thật sự như phát tâm lúc ban đầu, thì điều này chẳng khác nào như mình nắm áo Đề Bà Đạt Đa. Thì hễ mà nắm theo cái kiểu này thì thương cũng chết mà ghét cũng chết. Thì tại sao chúng ta không có nắm áo Đức Phật để đi trên cái con đường thiện lành, mà đi nắm áo chi cái chỗ mà đúng sai phải quấy hơn thua, để rồi chúng ta tiếp tục trầm luân sanh tử, để rồi chúng ta tiếp tục chịu khổ đau đều là do mình cả. Cái này là quan trọng trong cái kiếp sống của mình. Nên cái hiểu đầu tiên, mà cái ý trước nhất tôi muốn tâm tình cùng với tất cả chư quý vị anh chị em của chúng ta, là khi chúng ta tu tập phải giữ tâm mình. Đức Phật chỉ dạy đó, con người ta có cái tròng mắt là quý nhất. Thì mình tu làm sao mà mình giữ cái tâm của mình như giữ tròng mắt như vậy đó. Hễ có con mắt của mình mà có cái gì mà nó bụi vô, hay có gì mà nó va chạm vô là nó không thấy được. Mình giữ được cái tâm của mình, cái sự phát tâm tu hành của mình từ lúc ban đầu mình như giữ tròng mắt như vậy, thì tự động một cái ngày nào đó cái đời sống hành trì của chúng ta sẽ bắt đầu bình an, nhẹ nhàng. Bởi vì sao? Không thay đổi ha. Trên cùng dưới một lòng, trước sau của một ý niệm, không bao giờ thay đổi. Mà chứ đồng đạo mình mà có làm quen với người nào đó mà tánh ngay thẳng, ta không dời đổi dù tan xương nát thịt chẳng màng, thì người đó mình nhẹ lắm, phải ru ha. Ta hứa với mình hay ta làm gì cũng rất là rõ ràng. Còn mà gặp chúng cái ông mà sáng nắng chiều sai, chưa chưa hứa mà chiều chiều bãi, đó là rồi luôn. Thành ra nếu có con người mà ta giữ được cái điều đó thì đây là cái vấn đề mà cần thiết trong đời sống tu hành. Cho nên cái ý đầu tiên tôi muốn tâm tình cùng với tất cả chư đồng đạo chúng ta về việc hành trì tu tập của mình là mình giữ tâm của mình như ban đầu của đời sống tu. Thành ra trước nhất của đời sống tu của mình, lúc đầu tiên phát khởi sao thì cứ y như thế mà đi. Phát khởi tìm con đường giải thoát thì cứ y như thế mà đi. Thì người ngoài, anh em huynh đệ, dù cho sóng gió bão táp, dù cho khó khăn trở ngại, chúng ta cứ một đường thẳng bẳng mà mê. Ôi chừng đó mới là mầu nhiệm của một cái con đường mình đi, thì cái sự thành tựu của chúng ta sẽ có. Thành ra cái ý đầu tiên tôi muốn tâm tình cùng với tất cả chứ quý vị là như thế ha. Một đường mà đi. Rồi, giờ tiếp theo tôi sẽ tâm tình cùng với tất cả cái chư đồng đạo chúng ta cái ý thứ hai. Sau khi mình hiểu cái con đường của sự tu tập, nhận diện được bản chất thật của kiếp sống tu hành là phải cương quyết đi tới, thì cái vấn đề thứ hai là vấn đề quan trọng để cho chúng ta biết, đó là vấn đề hiểu biết về nhân quả. Khi mà chúng ta mà hiểu biết về nhân quả thì chúng ta mới không dám làm tội, mà cố gắng làm chuyện phước, không dám làm ác mà cố gắng làm thiện. Vì nhân là hạt giống mà quả là sự gặt lấy. Thì hôm nay trong cuộc đời này nè, xin thưa quý vị, mình có mặt trong cuộc đời này thì nó có hai cái phương diện, là mình gieo hay là mình trả, hoặc là mình hưởng. Chỉ vậy thôi à. Thì bây giờ cái đời sống của mình phải làm sao mình hiểu biết để mình thẩm thấu, mình đừng có gieo cho ai bất kỳ một cái đau thương gì cả. Đừng nghĩ rằng là một chút xíu là không sao nha. Tất cả các gì, cái nghiệp bất thiện đó, mỗi ngày mình cấu tạo nó một chút, một ngày mình làm chút, nó trở thành cái nghiệp dày. Cho nên người xưa nói, một việc ác nhỏ không làm, một việc thiện nhỏ không bỏ. Bởi vì nhiều cái ác nhỏ nó sẽ trở thành cái ác lớn, nhiều cái thiện nhỏ trở thành cái thiện lớn. Cho nên hàng ngày mình càng quân tập cái điều thiện, cái nghiệp lực của chúng ta mới có thể giải trừ. Nên cái đời sống phải luôn luôn nhìn lại. Tại sao người ta sanh ra trong đời? Có những cái người mà cỡ tuổi mình vậy đó mà người ta đẹp, người ta giàu, người ta mằng đâu ăn đó, phước báo đầy đủ. Còn mình xin thưa quý vị, nó cứ buồn hoài. Thân hình thì bệnh tật,
Người thân thì toàn là chống trái, mằng ăn đâu thì nó lỗ lã đó, là mình biết rằng phước báo của mình nó không có nhiều rồi. Còn người ta có phước báo nhiều, người ta sanh ra, người ta đẹp đẽ, người ta khỏe khoắn, người ta mằng ăn cái gì người ta cũng vô, mà người thân toàn là dễ thương không, người ta không có phát khởi buồn. Còn mình buồn mình, buồn người thân mà buồn sự nghiệp nữa, thì cái này là cái nghiệp lực của mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Vậy thì mình phải làm sao mình thẩm thấu được cái này để mình dòm thấy. Vậy thì cái thân này cũng như người ta vậy, mà người ta đã nghe phẻ ru mình bệnh hoài, thì cái thứ nhất mình coi lại của mình, sinh hoạt ăn uống sao, cái đời sống của mình sao, gặp cái gì cũng ăn, giờ nào cũng ăn đó thì thôi, không sớm cũng muộn. Phải biết tiết chế cái điều này nha. Cái điều này Phan hay nói đến nhân quả, mà nói đến yếu tố nhân địa, tức là mình đang làm cái gì nè. Cho nên đó, cái người mà tu hành người ta luôn dòm cái này để người ta biết dừng. Bây giờ tôi có tiền, tôi mua chiếc xe Honda, tôi đổ xăng. Xe của tôi có tiền đổ xăng, tôi chạy như tôi chạy mắc mớ gì phải dừng, đúng không? Cứ chạy đi, đụng nào lủi cột điện rồi nghỉ. Mà tới chừng nghỉ nó mệt chứ lắm. Bây giờ tôi có tiền, tôi mua đồ ăn, tôi ăn, tôi thích ăn gì tôi ăn, tôi ăn ngày, tôi ăn đêm, tôi ăn trưa, tôi ăn kệ tôi. Có tiền thì cứ ăn. Bữa nào sơ gan tiểu đường, nghỉ. Nghỉ mới có nó đau lắm. Cho nên mình phải tiết chế, mình hạn chế cái nhân địa của mình trước. Bởi chi vậy, khi mình bất kỳ mình thọ dụng cái gì vào cuộc sống này, xin thưa quý vị, đều là thọ dụng phước báo của chúng ta hết. Thì giống như mà cái tủ mình chứa đồ đó, mình lấy phước ra mình xài, mình lấy đồ ra mình xài, thì thời gian còn hay hết à? Hết. Cái gì cũng hết chân. Cho nên người xưa dạy phước bất hưởng tận. Hãy lược một việc lành, làm một việc lành, được một việc lành là phải làm lại một việc thiện. Nếu hưởng một việc phước báo là chúng ta phải tìm cách bố thí để giữ cái phước báo đó. Còn được nhiêu mà hưởng, được nhiêu mà hưởng, mà không dám cho ai chân ra là coi chừng. Bữa nào nó hết trong kho rồi một cái, thấy cái cảnh còn đâu nữa mà lấy. Do đó hiểu biết nhân quả là luôn luôn làm thiện làm lành, để gieo cái nhân thiện, đó là gieo trồng cái giống phước. Người ta hiểu được điều này, xin thưa quý vị, có những người, người ta biết cách làm ruộng, người ta làm xong thì có tiền bạc dư một phần nào đó để dành cho gia đình mua sắm, một phần nào đó để giữ gìn cho cái ngày mai tương lai, và cũng một phần nào người ta tìm cách đầu tư lại, mua giống như mua phân, mua thuốc gì đó để đầu tư lại cho mùa sau. Còn mình có nhiêu quất hết đi con, rồi tới chừng mà tới mùa rồi còn ở đâu nữa mà xa, giống ở đâu mà ấy. Cho nên xin thưa, người biết tu tập vừa thọ hưởng một chút ít gì của cái phước báo thì người ta tìm cách mà người ta gieo lại liền. Nên Đức Phật có từng dạy một số cư sĩ về vấn đề mà cư sĩ bạch y đó, ngày xưa là người cư sĩ áo trắng, nên gọi là cư sĩ áo trắng, thì là người nào mà làm được cái gì mà được tiền của thì phải chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất là đầu tư lại, phần thứ hai là để dành làm vốn, phần thứ ba là phải đem bố thí. Bởi vì đầu tư lại và để dành làm vốn là để cho tương lai và hiện tại sống, mà gieo trồng giống phước là phước báo của tâm linh. Mà hãy có phước báo của tâm linh rồi, xin thưa quý vị, cái này nó khỏe, vô cùng khỏe. Có những người có phước báo tâm linh nó sâu sắc rồi cái nó nhẹ dữ lắm. Còn phước báo tâm linh không có rồi nó khổ, hết sức khổ. Người mà phước báo tâm linh không có, mà dù có phước báo vật chất đi chăng nữa cũng khổ. Tôi biết có những nhà giàu tới những cái buổi ăn mà dọn cơm ra ăn đó 10 món mà cầm cái đôi đũa gì nè, hỏi sao ăn không được. Có phước báo về vật chất nhưng không có phước báo về tâm linh. Còn tôi biết có những người bạn tôi là phước báo về tâm linh họ có, phước báo vật chất không có, đôi khi của cải không có gì nhiều hết trơn á, vậy mà cháo trắng ăn tô tô mà nó ngon lạ lùng, nó ngon, ăn tới đâu cảm thấy nó khỏe tới đó. Ta không cần vật chất gì nhiều nhưng phước báo tâm linh có. Cho nên sống ở đâu, làm cái gì, người ta cũng cảm thấy yên vui và hạnh phúc cả. Nên mình, cái đời sống hành trì tu tập của mình, xin thưa quý vị, cho nên khi gieo trồng một cái phước báo cho ai, giúp đỡ cho ai là phước báo về mặt vật chất, nhưng mà phải nở nụ cười, hoan hỷ vui vẻ,
để tăng cái phước báo tâm linh lên. Thành ra mình cho ai là mình cho bằng cái tâm của sự tri ân, cái tâm của sự chia sẻ, cái tâm của sự giúp đỡ, thì phước báo tâm linh chúng ta có, chứ không phải đem lại cho có đó nè, lấy đi đó ha. Thì chắc có lẽ chúng ta cũng có phước, nhưng mà phước báo về mặt vật chất thôi. Mà nếu đã là phước báo về mặt vật chất thì nó sẽ làm sao? Bị lửa đốt cháy, bị nước cuốn trôi, bị gió đè bẹp, và thế gian không thể nào tồn tại. Nhưng con người mà có phước báo về mặt tâm linh thì của cải của họ tuy không nhiều đi chăng nữa thì gió không thể thổi bẹp, lửa không thể đốt cháy, nước không thể cuốn trôi, và cuộc sống của họ vẫn tiếp tục hạnh phúc, nên gọi là tái tạo. Cho nên làm điều gì phải cần nghĩ đến phước báo của tâm linh, cũng đồng một cái cho. Mà có người cho chỉ hưởng phước báo về mặt vật chất, nhưng mà có những người cũng đồng một cái cho, mà cái cho từ tâm hoan hỷ, tâm yên vui, thì người ta có mặt của phước báo về tâm linh. Thành ra mình làm sao mình cho ai mà người đó mỉm cười á, chứ mình cho người ta cái gì mà người ta cái mặt xéo xẹo, tội nghiệp người ta. Nhiều khi mình cho người ta có phần quà, có 150 ngàn, thì chia sẻ như vậy là được rồi. Bắt người ta đem ra đứng ở trên mạng chụp, đưa lên Facebook, đưa lên Zalo đồ, mắc cỡ tội nghiệp người ta. Còn nếu mình muốn làm cái điều đó do không phải tiền của mình, mà mình muốn báo cáo với mạnh thường quân rằng mình đã có làm việc đó, thì mình xin phép cho tôi chụp tấm hình để báo cáo gì thôi, chứ không có đăng lên. Và nếu tôi muốn đăng tấm hình này gì nó đẹp gì đó, tôi xin phép anh. Ông Kim nói thôi chú cứ đăng thì đó mình đăng. Còn này chứ nhiều cái tội nghiệp, nó không nên. Có cái lần đó có mấy bạn của mình rủ mình đi là thăm một cái chỗ đó là trẻ khuyết tật. Sau khi mà cho quà xong đàng hoàng, mới nói mấy em ơi đi ra chụp hình chung với mấy chú mấy thầy, trong đó có vài quý vị xuất gia, mấy ông cha nhà thờ, cũng là mấy ông thầy giáo trong hội nghiên cứu, rồi bắt đầu mới chụp hình. Rồi tôi thấy có đứa nó rất là vui vẻ, nó đưa tay, nó chạnh miệng, nó đủ thứ, nó cười. Nhưng mà có một số đứa lớn lớn nó chạy gầm gầm, nó chạy vô tủ, nó đóng cửa lại. Mà có đứa đó nó chạy đâu phải là giò, nó nguyên đâu, nó cà lết. Cái mình thấy lạ. Mình mở cửa ra, mở cửa tủ, mà nói sao mấy đứa không ra chụp hình chung với quý chú, quý thầy cho vui. Nó nói chú ơi, mấy chú cho đồ con cảm ơn. Nhưng mà đừng có bắt con chụp hình đưa lên báo, lên mạng vậy đó, tội nghiệp mấy con cảm thấy con không phải người ta. Con như cái gì vậy đó. Tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Như vậy thì mình làm cái gì mà mình cho người ta hạnh phúc kìa. Dù cho một miếng bánh, dù cho một phần quà, mình giúp đỡ cho họ mà họ hạnh phúc từ trái tim của họ, thì phước báo tâm linh mới có. Còn mình cho người ta, ta nhận món quà gì, cái chuyện mà nghèo khổ, đói kém quá người ta phải nhận, chứ mà tôi có tôi cũng không nhận cái này đâu. Thì xin thưa với quý vị, phước báo về mặt tâm linh chúng ta không có. Và cái hiểu của cái người tu tập là chúng ta biết mình xây dựng phước báo của mình ngoài vấn đề phước báo về mặt vật chất, mà còn phước báo của về mặt tâm linh. Đó là người hiểu nhân quả, biết được cái cách của cái đời sống tu tập. Ngài A Nan Luật, trong Đại Tạng có kể câu chuyện ngài A Nan Luật. Ngày lâu lâu ngày trở về quê, ngày thăm gia đình, ngày thăm những người thân. Thì một hôm vậy ngày trở về quê, ngày thăm người thân, ai cũng ghé đến thăm ngài A Nan Luật cả khi nghe ngài trở về. Nhưng riêng có một cái người là không có ghé thăm, đó là người em gái ngài A Nan Luật. Thì ngài A Nan Luật mới hỏi rằng là sao những người thân đều đến đây mà cái người em gái không đến. Mấy người kia nói con nhỏ em gái của ngài nó bị mặt mày mình mẩy nó nổi gì cục một đủ thứ chân, cho nên nó xấu hổ nó không đi, nó mắc cỡ nó không đi. Thì ngài A Nan Luật mấy nhờ người thân nhắn lại là cứ việc đến đây đến thăm một lần cũng được. Và sau khi mà đi đến, cái người đó đi đến ngài A Nan Luật đó thì chùm mặt mày đồ trơn, chùm hết mình mấy, lú hai con mắt ra. Thì ngài A Nan Luật hỏi sao vậy, nói rằng bây giờ đó là mình mấy mặt mày của tôi nó vậy,
thì nó thôi bây giờ của cải của em còn nhiều, em nên mở cái lòng ra giúp đỡ bố thí. Và có một việc nữa, em nên cắt một cái trái là một cái sảnh, và tôi sẽ mời Đức Thế Tôn đến đó để thuyết pháp. Biết đâu nhờ cái phước báo đó mà em sẽ hết. Nhưng một điều cực kỳ quan trọng là khi làm không ép buộc nha. Nếu cảm thấy muốn làm được thì làm, còn làm không được thì thôi, mà làm trong vui vẻ hoan hỷ nha. Làm trong nụ cười chứ không phải làm theo cái lời nói của người ta. Mình thưa quý vị, bố thí ưa theo lời nói của người ta lắm. Nhiều khi mình không có tiền mà bè bạn đồng đạo tới xin, không lẽ mình ta cho được mình không cho mắc cỡ sao? Cho, cái đó nó ép lòng quá. Đừng có ép lòng như vậy, có thì cho, không có sao cả. Cái chị ở xóm mà chỉ nhà, chỉ giàu có, chỉ có cơ sở làm ăn, ta xin chỉ cho 1 triệu. Còn mình không có cơ sở làm ăn, mình mằng mướn, mình cho 1 ngàn, có sao đâu. Hồng bắt trước cho 1 triệu, về nhà chồng nó quánh phù cái mỏ rắn 1 triệu. Ở đây là mình làm sao cho cái mình yên vui, mà cho người khác được yên vui nữa. Chứ để không thôi là theo người ta đây rồi chính mình nó gì hối hận vô cùng đó là thôi. Làm bằng cả cái trái tim, làm bằng lòng từ bi. Chứ không phải nó ngày mai rồi đời tới sập cái gầm, cho nên bữa nay cho hết, rồi vài bữa không có rồi cái quạo. Nó giảng kinh nói sai, mấy ông đạo nói gạt, ai biết nghe lời mấy ông. Không có trí tuệ để nhìn nhận ra cái chuyện gì đó cho nó rõ. Ngay cái cuộc sống của mình là hít vô mà thở ra không lấy lợi là chết queo rồi nè. Cái này mà không là vô thường, cái này mà không là thiên cơ là cái gì? Cho nên khi mình cảm nhận thẩm thấu được những cái điều đó, cho nên tự động mình phát tâm, tự động mình làm trong niềm vui, làm trong quan hỷ. Và người em gái này đã nói với ngài A Năng Luật rằng em sẽ làm. Và bà này bà làm trong cái sự quan hỷ như vậy. Và một hôm khi bà cắt xong cái sảnh thì ngài A Năng Luật mới mời Đức Phật đến thuyết pháp. Thì sau khi mà Đức Phật thuyết pháp xong đàng hoàng, ngài mới nói rằng ai chỉ cái điều này? Và cái người phụ nữ đó dạ nói ngài A Năng Luật chỉ. Đức Thế Tôn nói ông chỉ rất đúng. Là bởi vì xưa kia đó, cô này trong một cái tiền kiếp, cô là vợ của vua. Mà vợ lớn á, sau khi mà sống chung với vua đồ cũng hạnh phúc, cái thời gian cái vua có thêm mấy bà khác. Từ chỗ đó cái sanh tâm bức rứt, ích kỷ nó khởi lên. Bà trộn các loại thuốc á, bà tìm cách bà thoa lên quần áo, thoa lên giường nằm. Bà nói bà đã tìm được một cái loại sức kem phấn gì thời đó đó, mà sức lên mặt bắt đầu tự nhiên nó sẽ trở nên mịn màng, bóng trơn láng đồ. Bà kia bà tưởng thật, bà tin. Rồi lớp nào mặc quần áo nằm trên giường nó bị gì nữa, bà trở nên lở lét. Và mỗi lần mà bà kia bà đau nhức, bà lở lét, bà khổ sở, mà cái tiếng ghen của bà nhiều chừng nào thì bên đây bà khoái nhiều chừng ấy. Mình có cái tánh không đó không ạ? Mình mà ghét ai rồi người nào khổ nhiều chừng nào mình phái ác chừng đấy. Ai mà mình không ưa đó ha, mà cái người đó nó quằn quại nhiều chừng nào thì mình mê chừng nấy cho vừa mày nhé con. Cái tâm của mình, cái ác của mình đó. Mà xin thưa quý vị, cái tâm đó, cái ác đó nó dấy khởi như vậy thì chúng ta nghĩ xem coi chúng ta có tồn tại nổi hay không. Chúng ta có thể sống trên cuộc đời này bình an được hay không? Cho nên khi thân hoại mạng chung của cái bà hoàng hậu đó, nhưng mà nhờ có phước báo tu tập và phước của nhiều đời để dành, cho nên sanh bay lên bây giờ được có của cải, được giàu sang, nhưng thân hình phải như vậy. Nghe đến đây người phụ nữ đó giật mình, đảnh lễ Đức Thế Tôn, và ngài đã từ bi thiết một cái tràng pháp, và cái người đó đắc thánh quả Tu Đà Hoàng, đã đi vào dòng thánh. Thành ra xin thưa với quý vị, đọc qua cái câu chuyện này để chúng ta thấy mình sống trong cuộc đời đừng thấy người ta khổ mà mình vui nha. Nếu mình không đồng cảm được với người ta thì thôi, chứ còn mình vui theo cái kiểu đó là cười đùa gây nên ác đó. Cái niềm vui của mình mà khổ đau của người khác, cái thành tựu của mình mà trên mồ hôi, trên nước mắt, trên xương máu, trên khổ đau, trên quằn quại, trên sự ti tiện của người,
thì chắc chắn cái nghiệp lực đó sẽ trở đến với chúng ta. Không thể nào chạy được. Đừng vỗ tay nha, mình chỉ nghe thôi. Cho chừng nào gồi rồi nhổ vỗ lần cũng được. Cho nên những cái ý niệm đó để cho chúng ta thấy cái đời sống hành trì của mình phải thẩm thấu nhân quả, phải biết được cái lời của Đức Phật cũng như Đức Thầy đã chỉ dạy, luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Còn bữa nay khổ hoài là chưa có bền miếng nào, chưa thật sự cố gắng, cho nên sự thông thả nó chưa đến với chúng ta. Cái chữ thông trong chữ Hán có nghĩa là tự tại. Cái chữ thả trong cái tiếng Việt của chúng ta, xin thưa chư quý vị, là không vướng bận. Có người thông thả là có người sống một đời sống nhẹ nhàng, tự tại, không vướng bận. Trăng đi, mây trôi, nước chảy, trăng lặn, trăng nổi, tự nhiên trong cuộc đời. Đời sống người đó quả thật hạnh phúc. Thành ra khi mình thẩm thấu, đã hiểu biết được nhân quả trong cuộc đời, tự động mình cảm thấy mình bình an, cảm thấy mình yên ổn trong cuộc sống này. Bằng không mà xin thưa quý vị, hết cái khổ này chúng ta tới cái khổ khác. Và không hiểu được điều đó, chúng ta mãi bám chặt. Mà trong đạo Phật ví dụ hai cái bám chặt, nó dẫn cho chúng ta tới cái khổ. Có quý vị nào đọc kinh Bách Dụ không ạ? Có nhắc nhiều vấn đề bám chặt, nhưng tôi xin nhắc tới hai cái bám chặt. Cái thứ nhất đó là giống như một cái lưỡi dao, nó dính một cái miếng mật. Có một cái đứa bé kia, nó đã biết được cái miếng mật ngon, đã từng ăn mật ong á. Cho nên bữa đó gặp cái giọt mật dính trên cái lưỡi dao, thấy cái giọt mật ngon quá ngon, mà quên rằng cái lưỡi dao bén lại liếm miếng đứt cái lưỡi. Vậy thì do cái miếng mồi nó ngon mà quên đi cái tác hại của nó. Trong kinh Tứ Thập Nhĩ Chương á, Đức Thầy đã nhớ lời Phật khi xưa dạy: sửa vật ở trần như mặt dính dao, trẻ tham ăn kê miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Tới chừng nó khổ đến cuộc đời mình, trời ơi uổng quá, tao biết gì tao không làm đâu, tao biết gì thôi chắc tao bỏ rồi. Tới chừng biết là tới chuyện rồi, bác Tám ơi, còn cái gì nữa đâu. Cái ví dụ thứ hai là xin thưa quý vị, cái người bị ghẻ ngứa, mà tới chừng mà nó ngứa lên, nó ghẻ tới đâu nó đã, tới đó nó im vô cùng im, sướng hết sức sướng, mà tới chừng qua đó rồi nó còn lầy thêm, nó còn chảy máu thêm. Đây là một sự bám chặt của cuộc sống. Cho nên khi mà hiểu biết nhân quả, chúng ta để nó từ trạng thái tự nhiên của cuộc đời, vì tâm ta mọi vật phải từ sự nhận định của mình trong đời sống tu hành, cho nên sự bình an mới có thể đến với chúng ta. Vậy thì ở cái góc độ này, tôi muốn cùng tâm tình với tất cả anh chị em huynh đệ chư đồng đạo của chúng ta là làm sao trong đời sống hành trì của mình, trong đời sống hành đạo, chúng ta biết nhân quả để tránh điều ác, làm điều lành. Và khi thực hiện cái điều lành đó, giúp đỡ cho mọi người, chẳng những những phước báo của vật chất mà chúng ta hoan hỷ, vui tươi để tăng thêm cái phước báo về mặt tâm linh nữa. Cái này mới thật sự là quý. Đó là cái ý thứ hai mà tôi muốn tâm tình cùng với tất cả chư quý vị. Và tiếp theo cái ý thứ ba, tôi... hai chữ đó, chữ kẻ với chữ trẻ, đó là cái nào trẻ hay trẻ? Chú ơi, tại vì trong kinh. Yeah. Bây giờ cái ý thứ ba, tôi muốn hỏi thời gian tôi nói bao lâu? Mình sẽ nói một ý nữa để rồi mình kết thúc cái buổi nói chuyện của mình hôm nay ở đây ha. Xin thưa quý vị, cái ý thứ hai này cho chúng ta về cái vấn đề tu tỉnh của mình, để mình cố gắng mình sống cho đúng với cái nhân quả trong phước báo tâm linh. Rồi tới cái ý thứ ba. Cái thứ ba tôi muốn tâm tình cùng với tất cả chư quý vị, trước tiên mình sẽ kể quý vị nghe một cái câu chuyện ở trong luận của các chư tổ mà mình có dịp mình đọc lại. Là có một cái vị tổ sư, là mỗi lần mà ổng đi giảng ở đâu á thì ổng đều đi nhập định. Mà ổng nhập định á là ổng đi vào trong cái hang đá, mà đi vô trong hang đá chỗ nào vắng vắng thì ổng mới nhập định.
Bữa đó ông vô cái hang đá sao ông gặp cái con rắn khổng lồ mà nó nhìn ổng chân chân vậy đó. Thì khi mà ông dòm con rắn, ông nói làm gì chỗ người ta tu hành mà làm gì mà nhìn chân chân vậy. Rắn nói con gặp ngài con mừng quá, bởi vì con tu thời gian cho nên cái nghiệp của con còn, cho nên con thành rắn. Mong nhờ ngài từ bi để chỉ cho con để con thoát ra cái kiếp rắn. Ông hỏi chứ ông tu sao mà thành rắn. Ông nói bởi vì từ khi con tu, con học Phật Pháp, con hiểu biết sao cái gì con cũng dẫn chứ. Thay vì con tu thời gian con buông ra, mà con tu thời gian con dẫn. Ai lại hỏi đạo con cũng quạo. Con nghe người ta nói đạo không hợp ý con cũng quạo. Người ta lại xin tiền con cũng quạo. Mà ngủ ở trong chùa mà đó ai làm động con cũng quạo. Mà cái đồ của con xài mà người ta đụng vô con cũng quạo. Tới chừng ngày mà lên chánh điện mà cúng đó, mà chuông mà chưa tới giờ vọng mà ông nào ông vọng con cũng quạo. Do cái quạo này cho nên bây giờ con phải đầu sanh thành rắn, mấy trăm năm nay nằm ở đây chờ ngài. Đọc tới đây mình giật mình đó quý vị. Không chừng mình cũng y trang vậy đó, cái gì cũng quạo trơn. Tôi gặp hai mẹ con bà đó ba chữ đứa con tan nát trơn. Hỏi vụ gì bà đó, cái áo cúng tôi giặt rồi tôi để đó, sớm sát vô mặt nó nha, tôi quạo nãy giờ. Cái áo cúng của bà giặt bà để dành, bà cúng mà nhỏ con nó cúng bà cũng quạo nữa. Để dành của người ta mà không quạo sao được. Thì xin thưa với quý vị, ở một góc độ nào đó là đứa con mình nó hờ hệt, nhưng góc độ nào đó để chứng tỏ cái nội tâm của mình không phải là nội tâm của sự công phu, không phải là sự nội tâm của sự buông bỏ. Cho nên đó, nếu chúng ta đã chuẩn bị cho mình mà cái điều đó nó không hợp với mình thì phải làm sao? Thôi, đã tới cái duyên rồi mà muốn để nói được một cái tiếng thôi đó không phải là chuyện thường đâu. Phải là có người có cái đời sống phạm hạnh, cái đời sống tu tập mới có thể nâng cái trình độ lên được. Còn bằng không là mình sống trong cái thói quen của mình thôi. Cái thói quen của mình là mình quen cái gì thì mình cứ y trang như vậy. Mình thích cái gì là mình sống y thế khác của mình không được. Mà trớ chiêu có những cái mình quen kỳ cục dữ lắm. Mình quen cách lạ đời dữ lắm. Mình cứ nghĩ rằng cái quen của mình đó là cái tu. Cái quen của mình như vậy là cái tốt. Mà cái tốt cái đó mình chấp vô cái đó nó khổ đau. Ông anh đó ông nói thắc cười lắm. Ông nói là tôi nhất định là tôi ăn chay, vì tôi không muốn làm khổ các loài động vật, không muốn làm khổ con này con kia, cho nên tôi ăn chay. Nhưng mà tới chừng ăn chay rồi mà đi làm bữa nào về không có tà hủ kho là chữ vợ. Cho nên bà nói ông không có làm khổ con vật mà ông làm khổ con người không à. Ổng con này con kia không có khổ mà tu với con như khổ với ổng. Anh nghe xin thưa với quý vị, mình muốn làm sao đừng khổ ai, nhưng mà coi chừng đó mình dính lên nào không hay. Ông kia ông nói tôi nói thiệt là tôi quyết chí tu hành không có ăn cơm ăn gạo gì chứ, ăn rau luộc. Mà thiệt quý vị ông ăn rau luộc không? Bữa tôi ghé tôi thăm ổng là tôi giật mình đó. Ổng ăn 2 năm rau luộc, không có ăn cơm, không ăn tà hủ, không ăn gì luôn, chỉ luộc rau ăn thôi. Mà ông ăn lần một cái gỗ rau mà thấy hải hùng vậy đó nha, bự lắm à. Không, ông ăn toàn là rau luộc vậy không. Mình cũng khen, mình nói Tèn ơi chú ăn gì, anh ăn gì là hay dữ lắm á. Chứ bữa nào mà không có tà hủ, không có sườn non đồ sao ăn được. Ông nói tôi ăn 2 năm rồi đó chú Lợi ơi, không có gì chân, rất là khỏe, rất là bình thường à. Ông thấy tôi rất là cường tráng mà thấy thiệt có cường tráng. Ông biểu mấy ông ngồi đây đi, tôi vô tôi gót trà cho mấy ông, chăm trà cho mấy ông uống. Ông vô chổng cái bà vợ ông nói trời hay gì đâu chú ơi, bữa nào hái rau không đủ cho ông ăn, ông la tôi quá trời. Mua rau ngoài chợ đi, ông sợ thuốc sâu, miệng bà đi hái. Mà quý vị cái bữa nào sáng thao chiều thao đó ở đâu mà hái hoài chứ chả à. Thành ra mình tu là cái chuyện là hạnh phúc của mình, mà mình làm khổ người ta hồi nào mình không hay. Mình cũng có quen một cái ông bác, con là bác sĩ mà ở thành phố á, thấy cha mình ở quê mình ên tội nghiệp cho nên rước cha lên Sài Gòn để cha ở với mình. Mà ông già tu hành keo lắm, để tóc
mặc bà ba đồ tu hành mình thấy ngon lành linh lịch sinh lắm. Nhưng mà xin thưa với quý vị là ở nhà ông nằm chổng tre không à, ông không có chịu nằm ở chổng gì chứ, để chừng rước ra Sài Gòn ở cổng tre đâu làm nằm. Ông nói là ba nói với con là ba quyết chí cuộc đời tu hành không có màng danh lợi, cho nên tao ngủ chổng tre mà tao không ngủ chổng gì chứ. Mà con nó mua cái niệm cho ông đàng hoàng mà ông chịu ngủ, bây giờ làm sao? Phải đi mua lồ ồ và đóng chổng tre cho ông đó. Đơn giản gì ba mới chịu. Ông con nó đơn giản của ba chứ cuộc đời của con tan nát hết trơn. Đơn giản của mình mà khổ khó của người ta. Cho nên khi tu mình luôn luôn mình dòm lại. Cái gì cũng quạo, cái gì cũng giận, cái gì cũng trái ý nghịch lòng của mình. Cái đó đó mình nên xem xét kỹ lưỡng lại. Cho nên cái đời sống tu á, xin thưa quý vị, cái chữ xả đó, ở trong cái chữ Hán, một bên là cái chữ xá tức là phố lầu, một bên là cái chữ thủ tức là cái bàn tay. Cái bàn tay mà mình buông được cái sở hữu cố chấp nhà cửa của mình, cái thuộc sở hữu của mình thì mới gọi là xả. Thì trong đạo Phật người ta định nghĩa cái chữ này sâu hơn của cái chữ xả đó. Chẳng những mình buông những cái vật chất kim tiền quy quyền phú quý mà còn buông luôn cái tâm cố chấp của mình từ bao lâu nay. Cho nên xin thưa quý vị, cái người mà người ta chấp ác thì cái chuyện đó cũng đành đi, mà ngặt chấp thiện mới mệt. Cho nên cái người nào mà chấp thiện rồi một cái đó, gặp ta ác cái thấy ghét. Người nào mà chấp ăn chay gặp nó ăn mặn là không ưa hả? Cái thứ đó là cái thứ trầm lưng sinh tử đó, âm trì địa ngục đó. Ủa người ta ăn có mắc mớ gì tới mình? Cái chuyện mà mình khuyên em út, khuyên anh em, khuyên mọi người làm thiện làm lành, cái chuyện đó tốt. Còn ta không được rồi thôi, mắc mớ gì mình nghiến răng. Cho nên đó cũng là một cái loại chấp thiện. Thành ra bây giờ mình muốn cải hóa được người khác mà chúng ta không cải hóa được lời nói, không cải hóa được cái phương tiện nào, thì chúng ta cải hóa bằng hành vi tu tập của mình. Biết đâu cái công hạnh tu hành của mình, cái sự xả ly của mình mà người ta thấy được, mà người ta chuyển hóa thân tâm làm sao. Thành ra có nhiều cái người cha mẹ lúc còn sống nói con không nghe, kêu tu không nghe, tới chừng ông bà chết rồi nhớ thương ba má mình từ lời từ tiếng, vậy bắt đầu tu. Nó cái cuộc sống mình không có biết được. Từ chỗ đó làm hết khả năng bổn phận của mình, nhưng làm với tâm buông, cái năng lượng của chúng ta đi lên. Cái đời sống hành đạo, cái đời sống hành trì chúng ta đi lên. Còn bằng không thì xin thưa quý vị, chấp đâu khổ đó. Ngay cả cái bàn thờ cũng vậy. Không phải có bàn thờ mới cúng được, không phải có bàn thờ mới lại được. Đức Thầy dạy chúng ta rất rành, hãy xóa bỏ cái kiến chấp này. Thì lỡ đi xa nhà thì hướng gì hướng tay, ngồi sắp bằng vân vân. Nếu ở mà không phải người chung đạo với chúng ta thì tới giờ thì cái nguyện tưởng trong tâm, Đức Thầy không có bắt buộc chúng ta cố chấp điều gì cả. Thờ cúng hành trì tu hành luôn luôn trong xả tâm. Từ cái chỗ trong xả tâm, cái đời sống người ta nhẹ. Mà xả là buông bỏ, mà buông bỏ là hạnh của chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Cho nên người nào có tâm buông bỏ đó, người ta chết sẽ sanh vào cảnh bình an. Còn cái ông sư tôi, ông không chịu xả, cái gì ông cũng quạo hết đó. Cái gì ông dặn hết trơn, chết ông gì nè, ai gặp ông cũng mắc né hết trơn, không thành gắn. Thành ra từ chỗ đó tập huynh đệ anh em mình cùng tôi cố gắng, cái gì buông được, xả được thì chúng ta cứ buông. Mình buông ra, mình xả ra không phải để cho ai đâu. Chúng ta đừng tưởng rằng mình tha thứ cái người đó là tha thứ cho người đó, hay là mình không giận người đó là mình bỏ qua cho người đó. Ở đó là ở cái nghĩa, ở phần thô bên ngoài thôi. Chứ cái phần tế, tức cái phần xa sâu gì bên trong đó, mình không giận ai có nghĩa là tâm mình đang bình an. Mình tha thứ cho ai đó tức là mình đang tha thứ cho chính cuộc đời của mình. Cái phần tế bên trong á, để cho chúng ta thấy được cái sự nhẹ nhàng của cái đời sống tu tỉnh. Thì nếu cái ý niệm này có, đời sống này có, trí tuệ này có, thì tự động sự bình an sẽ đến với chúng ta vậy. Thì xin thưa quý vị, đó là cái ý thứ ba mà tôi muốn tâm tình cùng với tất cả chư đồng đạo, anh chị em của chúng ta.
Bây giờ để tóm kết lại ba ý mà hôm nay chúng ta được bàn. Cái ý thứ nhất đó, quý vị nhớ lại gì không ạ? Là phát tâm như ban đầu mà tu. Đó là vấn đề quan trọng, và đừng nên niếm áo của Đề Bà Đạt Đa. Cái ý thứ hai là chúng ta hiểu biết nhân quả. Để chi vậy? Để chúng ta biết làm thiện, để gieo trồng cái phước báo của hiện tại, mà còn hoan hỷ vui vẻ, để gieo trồng phước báo của tâm linh. Và cái ý thứ ba, mình tu tập tánh buông xả, để hiện tại chúng ta được bình an và tương lai chúng ta được giải thoát. Đó là đời sống tu tập vậy. Thì hôm nay có cái nhân duyên tâm tình cùng với tất cả chư quý vị, tôi có ba ý để trình bày cùng với tất cả chư quý vị, thì chắc cũng trong một giờ đồng hồ, tâm tình của chúng ta, cái thời lượng của ban tổ chức cho phép đến đây cũng là hết. Cũng xin trân trọng cảm ơn chư đồng đạo, chư vị lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đây là cái lần nói mà tôi chưa không có thấy mặt ai chứ, tôi không biết làm sao thấy nè. Chắc là sáng nay có điện mới làm lợi hay sao mới thấy được cái người này người kia.